Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft, công viên khủng long. Hiện tại thì cái khu vực của Mosasaurus mình cũng có canh chừng lắm, nhưng mà không có cái dấu hiệu là hai nhóc này sẽ sinh sôi nảy nở trong này nhờ. Chưa thấy lứa con đầu tiên nữa luôn. Mà trong khi mình cho ăn uống đầy đủ các thứ đâu có thiếu thốn gì đâu. Lười sinh con đẻ cái quá à. Ồ, chắc hay là cho mình đứng ở đây cái hay ẻm ngại ta. Ồ, dám lắm á. Thôi. Mà sao không đứng đây nữa, để cho hai ẻm có thể dễ dàng làm ăn hơn. Rồi, giờ mình sẽ về nhà để bắt đầu công việc ngày hôm nay luôn đi. Nãy giờ gọi gình Mosasaurus hoài. Rồi, và bữa nay thì mình tính là sẽ hồi sinh hổ răng kiếm. Cái khu vực mà mình nuôi hổ răng kiếm thì chắc mình sẽ trang trí bằng băng đấy. Nhưng mà muốn lấy được băng thì mình phải có một cái cúp mềm mại trước cái đã. Nên là bây giờ mình sẽ vào trong nhà để mình cường hóa đồ một tẹo, coi coi có kiếm được một cây cúp mềm mại hay không. Ồ, nhưng mà con này nó hơi vô văn quá nha. Đi chỗ khác mà chơi. Đứng trước nhà người ta rồi lỡ nổ banh nhà người ta làm sao. Để mình đầu tư tầm 3 cây cúp nữa đi. Nhiều xíu cường hóa cho tốt, hiệu suất tiếp. Ừ hé, sao mình không làm cái cúp gỗ mình cường hóa để đỡ tốn hơn ta. Đúng. Tí xíu nữa là lãng phí kim cương rồi. À đây rồi, cuối cùng. Ủa what? Cúp gỗ ra mềm mại nhưng mà cúp kim cương thì ra chậm ỏng. Cái gì vậy? Come on man. Lần này thì khỏi trốn nữa nha. Cuối cùng mình đã có được mềm mại rồi nè. Ok, giờ thì ghép mềm mại với cả là hiệu suất lại với nhau, để mình dùng cho nó tốt hơn. Xong, có đồ nghề rồi. Kế tiếp thì mình cần phải đi khám phá đó nha. Kiểu như mình phải tìm được cái vùng đất mà có băng cái đã. Bữa giờ đi thì hầu như là mình chỉ mới tìm được núi đồi nè, sa mạc, đầm lầy, chứ chưa có gặp cái vùng băng nữa luôn. Nhiều khi qua cái vùng kiểu như băng giá đó mình lại gặp thêm một mớ hoa tạch mới thì sao. Ồ, cũng có thể lắm. Lâu rồi mình chưa có một chuyến đi xa nè. Nhân dịp này thì chắc mình sẽ đi xa một chuyến. Chuyến đi này thì mình sẽ dắt thêm hai trợ thủ mới được á. Đầu tiên là... Ôi, ba trợ thủ luôn đi. Đầu tiên là Spinosaurus nè. Để nhỡ có đi ngang dùng đầm lầy thì em sẽ trợ giúp mình. Quên đó ta, bên đây còn có cá sấu của mình nữa. Ôi, nhưng mà cá sấu mình chưa có lớn, hay là đây là kích thước lớn nhất rồi, không biết nữa. Thôi gán lớn thời gian nữa đi rồi anh dắt đi khám phá nha. Thứ hai là mình sẽ dắt thêm một nhóc khủng long bạo chúa. Ôi, đúng chưa ta? Mà để mình kiểm tra thông tin cái đã. Ok, đúng rồi nè. Tại vì trong đây có khủng long con, mình chưa có thuần phục ấy. Nếu mà dắt nhầm khủng long con thì mình bị đánh thì khủng long sẽ không có hỗ trợ đâu. Và cuối cùng đó chính là Mosasaurus. Nếu đi ngang biển thì mình sẽ cưỡi Mosasaurus là hơi bị hợp lý luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ cưỡi Phượng Hoàng. Bắt cho đã, cuối cùng cũng sẽ cưỡi Phượng Hoàng. Vì trong số mấy cái loài mà mình bắt nãy giờ không có loài nào biết bay hết á. Có mỗi Phượng Hoàng của mình là kiểu bay được thôi. Ok. Này, hình như tới biển. Ồ, chính xác là như vậy. Tới biển thì là lúc để mình có thể cưỡi Mosasaurus đi quẩy được rồi. Tại vì biển là một cái môi trường mà rất là thích hợp để cho để mình cưỡi Mosasaurus ấy. Mình bắt Phượng Hoàng lại cái. Mosasaurus, đây. Ra trận nào. Wow. Coi kìa. Đã thiệt sự chứ. Ôi, đằng kia là băng và là một ngôi làng. Trời, đúng lúc mình đang cần băng thì gặp ngay cái ngôi làng băng luôn. Hợp lý. Không chỉ có băng đâu mà còn có con rồng băng nữa hả? Mình đang cần một cái loại vũ khí tốt hơn để trong tương lai mình đánh nhau với tên chúa tể Anu. Và máu rồng cũng như là xương rồng là một trong những thứ có thể chế tạo được những thanh kiếm rất là mạnh đấy. Wow, thôi được. Một xíu thì mình sẽ qua đó để mình chiến đấu với rồng cái đã. Ồ, chắc phải chiến đấu liền luôn á. Chứ để mà chậm trễ là chắc rồng sẽ kiểu như là áp sát ngôi làng và nguy hiểm cho làng đấy. Ok, nhưng mà trước mắt thì để mình bắt Mosasaurus lại cái đó. Kẻo rồng tấn công rồi chết Mosasaurus của mình thì sao?
Ủa, nó đang áp sát lại đây. Mình cũng tính cho khủng long ra ngoài đánh nhau với rồng, nhưng mà rồng thì thường sẽ rất là mạnh và có thể giết chết khủng long của mình ấy. Nên mình không muốn trường hợp đó xảy ra tí tẹo nào cả. Mình sẽ đích tay mình bắn hạ con rồng này. Có vẻ nó cũng là một con rồng con thôi. Mình tin là mình có thể bem được. Cố lên nào. Tự tin lên. Không gì phải sợ hết. Nó cũng chỉ là một con rồng con thôi. Xử nó. Ồ, headshot được con rồng rồi. Này thì con rồng không kiếp. Bên cạnh đó còn có mấy cái tên pháp sư băng giá nữa nè. Ồ, nó kéo bầy phái lại tiêu diệt mình. Này thì dám kéo bầy phái lại hả? Ui, nó triệu hồi ra chó sói nữa kìa. Ê, đông thế. Đông như vậy phải dùng cái rìu cực bự của mình thôi. Chết hết đi. Đón nhận nhát rìu của mình nha. Này thì bình đòn xương. Một mình cân hết. Ê, có con xương 2 sao cơ. Ủa sao số lượng nó ngày càng đông vậy? Nó không suy giảm tí tẹo nào luôn á. Ao, cắn rồi. Chắc là vô tên pháp sư. Mình phải tìm tên pháp sư để mình tiêu diệt hắn. À đây đây, hắn đây. Này tên pháp sư. Mình đã xử được tên pháp sư rồi. Dễ chơi hơn rồi đó. Ui, có con nhỏ này. Cái thiệt. Lấy cung và bắn nó. Mình gần làm được rồi. Vậy. Ui, hắn lại triệu hồi thêm. Này thì triệu hồi nè. Mình ghét nhất mấy cái tên nào mà có cái kỹ năng triệu hồi ấy. Thường sẽ rất là khó chịu luôn. Còn mỗi con này thôi. Vậy, và cuối cùng thì mình cũng đánh bại được cái quân đoàn từ tên pháp sư xương kia rồi. Nhưng mà chiến lợi phẩm mà mình thích nhất vẫn là cái xác của con rồng này. Mình thì cũng có đem theo những cái lọ thủy tinh, thế nên là mình có thể lấy cái máu của rồng băng luôn nha. Được một lọ máu. Và một lọ máu thì mình có thể làm được những cái thanh kiếm các thứ bằng xương rồng rồi. Vô. Thôi mình lấy 2 lọ đi. Ok, còn nhiều thì mình sẽ lấy xương với cả là vảy rồng. Là hợp lý nè. Wow, được 20 mấy cái vảy rồng luôn á chứ. Con rồng này mới 3 tuổi thôi mà quá trời vảy luôn. Thích thật sự. Chuyến đi này bội thu rồi. Bây giờ thì mình sẽ kiểu như là... Ồ mà mình đập nhà của người ta thì kỳ quá. Thôi mình không đập nhà đâu. Mình đập cái giếng đi, cái này là cái giếng nè. Mình sẽ đập cái giếng thôi. Đó, để mình lấy một ít băng về. Trong tương lai thì mấy cái này nó sẽ giúp ích cho mình trong cái việc mình xây dựng nơi ở cho kiểu như là hổ răng kiếm. Vì cái băng nén này á, thì thường mình cắm đuốc nó sẽ không có bị tan. Chứ lấy băng thường kia á, mình cắm đuốc là nó tan hết trơn à. Nên là mình ưu tiên lấy băng nén hơn. Ôi mà tính ra cái hành trình này cũng hên quá chứ. Mới đi không quá xa đâu mà mình đã gặp được cái vùng này luôn rồi. Vùng có băng luôn. Ồ mà cạnh đây còn có chọt. Có kiểu như là nhà của mụ Medusa nữa ta. Toàn là mấy cái con thứ dữ không à. Mình cũng muốn cho kiểu như khủng long ra trận chiến đấu với... Ừ, hồi nãy sao mình không thả được khủng long ra nhờ. Ê, mình quên mất. Mình quên mình có mấy cái trợ thủ đắc lực nữa. Trời ơi, một xíu mình sẽ nhớ và kiểu như là nhờ khủng long trợ giúp. Còn bây giờ thì chắc mình một mình sẽ chiến đấu với cái mụ Medusa này trước cái đã. Để mình kích hoạt cái mật hất vô nơi ở của mụ ta một cái. Rồi rồi, tới công chuyện luôn. Cô kìa. Ý, nhện mẹ đã bị hóa đá rồi. Nhện con bây giờ đang bơ vơ ở đây nè. Ây da, con nhện ấy. Con nhện không kiếp. Đi chỗ khác chơi. Để ta xử mụ Medusa nào. Mình đánh như vậy thì mụ ta sẽ không có hóa đá mà được. Lấy đầu mụ ta thôi. Này thì được, mình sẽ cho mụ ta thành gắn nướng luôn. Mình có cái cây chích điện. Chích sấm sét. Chuẩn bị bữa nay mình sẽ đãi các bạn cái món gắn nướng nha. Gắn nướng giòn. Gắn nướng giòn nè. Chảy rồi, mụ ta đang chạy trốn kìa. Rồi luôn.
ngẫm củ tỏi liền. Xin nhẹ cái đầu nhá. Đấy, vậy là mình đã lấy được cái món vũ khí huyền thoại, đó chính là cái đầu của mụ Medusa. Cái này thì có thể giúp ích mình trong việc hóa đá những cái kẻ địch mạnh ấy, cũng khá là hay. Sẵn tiện trên cái đường đi thì mình sẽ khám phá thử coi ở cái vùng này còn có những cái thứ gì đặc biệt khác hay không. Mình thấy chỗ này cũng khá là tiềm năng để có thêm nhiều thứ mới mẻ đấy. Vùng băng mà. Ồ sao đây nó giống như nó có cái tổ rồng khác vậy? Ủa đúng không? Cái này là cái tổ rồng mà con rồng đâu? Ôi, nguy hiểm nha. Coi chừng con rồng nó rình úp sọt mình đó. Nè, nó mới khà thôi. Hơi thở băng chết con gì ở đây nè. Ồ, không biết con rồng nó bay đi đâu rồi. Chưa, để mình thử vô tổ của nó, mình lấy đồ của nó coi nó có bay về nó giữ đồ không. Còn nó không bay về giữ đồ thì nó mất đồ gán chịu. Ai biểu nó không về nó giữ đồ làm chi. Ừ, không về đúng không? Vậy mình xin nhẹ cái tổ của nó luôn. Mấy cái bạc này dùng để làm giáp cũng tốt lắm ấy, nên là mình mang về luôn. À, có thêm băng nén nè. Có quần bạc luôn. Áo giáp bạc. Ôi, con rồng phát hiện mình rồi. Ây. Ồ, nó phát hiện mình đột nhập nhà nó, cái là nó tấn công mình rồi kìa. Bộ giáp mình cũng gần hư mất rồi. Được, mình sẽ chích điện nó. Mình có cây gậy chích điện. Này thì rồng nè. Mình có cây gậy chích điện này mạnh lắm. Chích điện nó. Bắn cung nó. Ui, con rồng này có vẻ trâu hơn con rồng lần trước nha. Cắn rồi. Kẹo căng. Chích điện. Ui. Ouch. Ý. Cố lên, mình không thể bỏ mạng ở đây, mình còn phải dẫn cung long về nhà nữa. Mình phải sống sót. Này thì rồng nè, mình sẽ làm rồng nướng luôn. Chích điện đó, chích xem xét. Rồi. Ui, bữa giờ mình có cái gậy xem xét này mà mình ít dùng lắm. Bữa nay mang ra dùng đúng mạnh luôn. Nó đã cứu mình mấy lần rồi. Wow, lại có thêm một cái xác rồng để mình có thể loot rồi. Bây giờ trước mắt là mình sẽ cất cái xếp giáp bằng bạc vô trước nè. Sau đấy thì mình sẽ loot sạch cái con rồng này. Để coi nó cho mình bao nhiêu vảy đây. Lần này mình sẽ lấy vảy hết luôn. Được 29 vảy. Cũng khá là nhiều. Như vậy thì lần này đi mình có tới tận 2 loại vảy rồng mang về luôn nha. Và được một mớ xương rồng nữa chứ. Đây là thứ mình cần nhất luôn. Ngoài ra thì mình phát hiện ở đây nó còn có hai cái chỗ viện nghiên cứu bỏ hoang nè. Nên là mình sẽ vào trong để kiếm thêm chút đồ mới được. Trong đây thường thì nó sẽ có rất là nhiều những cái DNA mới đấy. Là một cơ hội tốt để mình kiếm thêm những cái loài mà mình chưa có kiểu như tìm ra DNA này. Mấy ắp thì mình lấy về luôn. Được thêm mớ. Rồi, tới những cái rương nè. Đầu tiên là những cái hóa thạch của cây thời tiền sử. Amber. Cái này đổi ra hạt đen luôn đi. Ủa, cái này không đổi ra hạt đen được à? Oh no. Đây có hạt đen nè. Đầu voi ma mút thì mình có rồi. Hóa thạch Megalodon mình cũng đã có rồi luôn. Diplocaulus mình cũng đã có. Forest Harcourt mình có chưa ta? Có chưa nhờ? Nghe tên quen lắm. Hình như nhà mình cũng có rồi ấy. Voi ma mút cũng đã có rồi. Edaphosaurus. À, là thằng lằn vỉa hè mình cũng có luôn. Ôi, tính ra bây giờ mình hồi sinh được nhiều loài phết đấy chứ. Trong đây toàn bị trùng này. Henodus. À, nhóc rùa thì mình cũng có luôn rồi. Thằng lằn bay, ốc anh vũ. À, nhưng mà được cái nó cho mình cái Magic Crown này nè. Cái này có vẻ mới. Parasaurolophus mình cũng có luôn. Khủng long bạo chúa. Ankylosaurus. không có thêm bất kỳ cái DNA mới nào cho mình rồi. Ủa sao mình lại bị yếu vậy ta? Ủa đằng kia còn có nhà có ai bị cháy nữa kìa. Ủa sao tự nhiên mình bị yếu đuối nhờ? Giờ mình mới để ý. Rồi rương trên này thì cũng có những cái amber là xịn nhất thôi. Chứ nó cũng không cho mình thêm những cái DNA gì hết. Nhưng mà nó vẫn còn cái đường lên tầng trên cùng này.
Mình hy vọng tầng trên cùng sẽ khá hơn một tẹo. Có vẻ cũng không khá hơn là bao đâu. Trời đất ơi. Như vậy thì cái viện nghiên cứu đầu tiên thì cũng không cho mình quá là nhiều đồ tốt đâu ha. Nhưng mà cái bên đó thì được cái có một cái chỗ giống như là một cái núi lửa mini vậy á. Và ở giữa cái núi lửa có một cái rương. Kia là rương. À, hình như cái rương bị khóa bằng chìa khóa khóa sắt. Chìa khóa sắt mình có không? Ấy, mình có chìa khóa sắt nha. Đúng nghề của mình rồi. Mở liền. Việc nhẹ lương cao, coi coi. Ôi trời ơi, nhiều đồ thế. Ôi tính ra cũng không xịn lắm đâu nha. Nó nhiều đồ thôi chứ nó không có xịn đâu. Cho mình những cái bùa đồ nữa. Thuốc tốc độ thì tốt nè. Mình có thể uống thuốc tốc độ. Một ít cái đồng xu để mình ném vào giếng may mắn thôi. Hết rồi. À được cái chìa khóa đá nữa. Mình sẽ cất chìa khóa đá vô trong đây luôn. Để có gì mình gặp mấy cái rương đá thì mình còn mở. Ok. Và một cái hồ nước đen đen này thì mình cũng sẽ múc mang về luôn. Cơ hội để mình kiếm thêm những cái hạt đen và tìm ra những cái hóa thạch của những loài trong kỷ băng hà đấy. Không thể bỏ lỡ. A few moments later. Ủa gì đây? Ê, what the heck? Oh my god. Ui, mình bị gồng ốp sọt. Ui, nó đâu ra vậy? Vũ khí. Phải lấy vũ khí của mình ra. Ui, con này hình như có họ hàng hang hóc với hai con rồng hồi nãy sao nè, nó trả thù. Ý, mình chỉ cần giết một hai con rồng đủ để làm vảy thôi, làm giáp thôi. Mình không muốn sát hại quá nhiều đâu. Tại con này nó đẩy mình vô đường cùng nữa nha. Bây giờ mình còn bị hiệu ứng yếu đuối nữa. Nên là những cái đòn đánh của mình nó không được mạnh cho lắm. Mình phải gán ăn để hồi phục mới được. Không được, mình phải cố lên. Những lúc như vậy thì mình cũng muốn nhờ khủng long ra giúp lắm. Nhưng mà các bạn thấy rồi đấy, con rồng này nó bay lơ lửng trên không, rồi nó phun hơi thở băng, thì làm sao mà khủng long có thể giúp được mình được. Rồi nhỡ đâu khủng long bị hơi thở băng này đóng băng và chết luôn thì sao? Mình lại mất thêm người bạn nữa. Nên là trận chiến này mình sẽ cố gắng dùng chính thực lực của mình thôi. Thì tự nhiên dính vô mấy cái con rồng này khó chịu ghê luôn á. Con rồng này con rồng ngàn năm chắc luôn rồi. Nó trâu lắm luôn. Kèo này căng rồi, nó cạp mình cơ. Phải giữ khoảng cách để bắn nó mới được. Nó dùng hơi thở băng thì mình sẽ dùng mũi tên lửa khắc chế nó liền. Còn giật sét nữa. Những tia sét cực mạnh này sẽ gây được rất nhiều sát thương đấy. Đón nhận cơn thịnh nộ của mình đi. Thiệt luôn á, chiến đi bất ổn mà. Rồi nó còn có 50 máu thôi. Cố lên. Một tẹo nữa ha. Mình có thể làm được. Chạy trước đi. Chạy. Chạy xong rồi quay lại phản đam đi. Tiếp tục giật xét nó. Ngày tàn của người đã tới rồi. Rồng băng không kiếp. Một tí nữa thôi. Những nhát chém cuối cùng nè. Kết liễu nào. Yes. Wow. Giằng co một hồi thì cuối cùng mình cũng đã hạ được nó rồi. May quá. Mình vẫn bảo vệ được những cái nhóc khủng long trên người mình. Ồ, nhưng mà bộ giáp mình nó nát hết trơn rồi. Oh no. Mình phải cởi ra mới được. May là hồi nãy mình có nhặt được một bộ giáp bằng bạc nè. Mình sẽ mặc tạm vô. Làm thêm cái nón nữa đi. Cho đủ bộ. Rồi, có nón luôn. Wow, mình mặc giáp bằng bạc nhìn cũng đẹp lắm này. Được đấy. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tập trung mình lấy vảy của con rồng này thôi. Hình như đây là con rồng xám. À, nó là rồng bạc chứ không phải rồng xám. Nên là mình có thể lấy toàn bộ vảy của nó. Vậy là lần này mình đi mình có tới tận là một stack mấy vảy rồng xám lần đó nha. Quá tuyệt vời luôn. Thiệt tình, đang ngồi múc mấy cái nước đen đen, tự nhiên đâu ra cái con con rồng vô duyên này chứ. Không biết, may quá, vẫn còn. Không sao. Vậy là hồi nãy cái hiệu ứng yếu đuối của mình là do con rồng này nó ở dưới hang nó gầm gừ.
cái là mình ở trên mình bị dính hiệu ứng luôn á. Ồ, ra là vậy. Sẵn tiện mình sẽ xuống dưới hang của nó, mình coi coi nó có đồ gì giá trị không. Ui cái gì? Ui dơm bay băng. Wow, mình gặp con dơm bay có cái cánh tay băng này. Ghê vậy. À đây là con dơm bay có ghi trong cái quyển sách nghiên cứu về quái vật nè. À bữa nay mình qua vùng băng mình mới gặp được nó. Ra vậy. Ui trong đây nhiều đồ lắm, tranh thủ mình sẽ lấy thêm mớ đồ về. Kim cương đồ nữa nè. Mình tính qua bên kia khám phá mà có hai bà phù thủy chặn đường. Thì ra hai bà chọn cái kết không được ha, nguyên vẹn đúng không? Tấn công nào. Khủng long, tấn công đi cưng. Khủng long mồ chúa cắn đi cưng. Đúng rồi, bém hai mụ ta đi. Trời ơi, phải tới lúc dính độc của mụ ta thì hai em này mới đánh. Wow, mình sẽ ẩm hai em này vô trong tránh trường hợp bị trúng độc. Ồ, nhưng mà tiếc quá, cái công trình này mình phải có cái chìa khóa thì mình mới đột nhập vô được. Ê, bữa nay mình gặp có cái nhóc ngu hay nhóc nai gì cũng có cặp gạt đẹp lắm nè. Wow, đẹp lắm luôn. Mặc dù không có chung loài với nhóc nai nhà mình, nhưng mà mình sẽ bắt mang về để cho ẻm bầu bạn. Ok, bắt cả nai con luôn. Chuyến đi này có thể nói là khá là bội thu đối với mình rồi. Mình đã có được cái vật liệu xây dựng cần thiết, nên là bây giờ mình sẽ đi về nhà thôi. Ồ, hay là mình lấy thêm một ít tuyết nữa ta. À tuyết này mình phải lấy sẻng ra mình đào mới đúng. Rồi, ok la luôn. Mình sẽ lấy thêm tuyết để có gì mình trang trí thêm. Như vậy là quá là tuyệt vời rồi. Giờ thì mình đã có thể an tâm trở về nhà và tiến hành công cuộc hồi sinh hổ răng kiếm rồi. Về nhà, công việc đầu tiên của mình là chạy xuống phòng thí nghiệm để mình lấy DNA của hổ răng kiếm ra. Đâu rồi ta? Đây, mình có hai cái DNA luôn. Mình sẽ cho vô những cái máy ấp. Giờ thì ngồi chờ đợi một xíu thôi để cho DNA của hổ răng kiếm kiểu như tạo thành cái phôi thai ha. Vậy là tiếp tục mình phải chích vô bò. Bữa nay lại phải nhờ tới hai nhóc bò dưới phòng thí nghiệm của mình rồi. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đi lấy những cái hạt đen mà mình có mang về được nè. Mình đi phân tích để mình kiếm thêm hóa thạch nâu mới được. Ngoài ra thì mình còn dắt thêm bạn mới về cho nai sừng tấm của mình đó nha. Nai của mình thì có bộ lông màu nâu, còn hai nhóc nai mình mới bắt về thì ở vùng băng tuyết á, nên là có bộ lông hơi xám xám. Nhưng mà về kích thước thì nai của mình khá là bé so với nai trong cái khu vườn này ha. Wow, khá là nổi bật luôn, còn có hiệu ứng bông tuyết rơi ra nữa cơ. Kiểu có không khí Giáng sinh ghê luôn á. Đã thiệt sự. Ngoài hổ răng kiếm ra thì coi mình còn cái loài nào mình có thể hồi sinh được không nhỉ? Hồi sinh rồi mình làm nơi ở được trong ngày hôm nay luôn ấy. Đây, loài này thử xem. Elasmotherium. Loài này mình thấy cũng có cái cặp sừng nữa nè. Để mình sẽ thử hồi sinh xem coi hình dạng của cái loài này sẽ trông như thế nào. Ồ, tiếp tục là phải tạo thành cái phôi và nhờ bò đẻ giùm rồi. Mình thấy mình còn trống nhiều máy quá nên là mình sẽ up thêm DNA của Forest Hardcore luôn. Đây là một trong những cái mà hồi nãy trong cái phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu bỏ hoang mình có tìm được á. Rảnh rỗi thì làm gì, mình sẽ nghiên cứu vật liệu xây dựng nơi ở cho hổ răng kiếm thôi. Đây, mình sẽ... Ủa? Băng nén mình không có đục được. Mình cứ tưởng băng nén đục được chứ. Thì ra băng mình không có thể dùng cái gậy điêu khắc này để mình đột được. Tiếc vậy. Vậy là chắc mình chỉ dùng băng để trang trí cho khu vực bên trong thôi. Xíu nữa thì mình phải kiểu như là cấy tới 4 cái phôi lận, nên là mình sẽ cần thêm 2 bò. Mình ra chuồng bò mình bắt thêm, bắt cóc bò xuống dưới. Đi. Sau đó thì mình sẽ thả bò ra bên ngoài để tránh bị nhầm lẫn giữa các phôi thai á. Rồi, và dưới này thì phôi của hổ răng kiếm đã được mình tạo ra xong rồi nè.
Giờ thì tìm vào đây đi. Công đoạn còn lại là chờ đợi thôi. Hình như nãy mình có ít cái plan fossil nè. Được, mình sẽ lấy những cái hóa thạch của những cái cây này để mình cho vô phân tích luôn. Biết đâu mình lại ra được những cái giống cây mới thì sao? Mình đang bị thiếu cây trong cái nơi ở của khủng long ấy. Mình phải gắng tìm những cái loại cây mới mới được. Ủa, nó ra cây gì nữa vậy? Cây này giống cái cây... À, cây Ba La Eorafe, đúng rồi. Tưởng đâu cây mới chứ. Cây mới đi mà, sao ra toàn cái gì đâu không à. Ở đây thì phôi của Elasmotherium cũng đã được mình tạo ra xong. Tiếp tục là cấy vào người của bò thôi. Vậy là mình đã cấy xong được hai loài rồi. Còn loài cuối cùng này thì tạo ra trứng. Mà cái trứng này mình khá là thích vì mình không cần phải kiểu như là ấp ấy. Quăng ra là nở liền luôn. Rồi, xong rồi nè. Sẽ quăng ra cái coi. Ồ, ui trời. Ui sao phá vậy? Mới quăng ra mà chưa gì đã phá hóa thạch của mình rồi. Ôi, định ăn bò hay gì á? Ê, ê, ê. Thăng thăng á. Gì khủng long có chút xíu mà. Ghê vậy. Bình tĩnh thôi mấy cưng. Trời ơi, tướng có chút ép mà định gặm bò bỏ bụng à. Ủa nhưng mà sao loại này nhìn quen quen á nhờ. Nhìn giống cái nhóc trong cái chỗ bên đây thế. Có phải là bị trùng không ấy? Forest Harkos. Không, đây là Titanis mà. Ồ, đây là Titanis với cả là Kelenken. Ok, vậy là đây là hai loại mới. Sẽ cho ra ngoài. Và cũng như cho ăn luôn. Tại vì mấy em cũng khá là đói ấy. Rồi, ăn uống cho no say đi nha. Có vẻ là mấy cái loài này sẽ không có cắn nhau ấy. Nên là mình cứ cho chung sống đi. Để mình ra đây mình cho ăn thuốc tăng trưởng thử coi. Coi khi lớn lên thì Ferret hay Cod. Ồ, ba cái loài khác nhau nhưng mà cái ngoại hình thì cứ na ná nhau ấy. Giống thật sự. Chỉ khác mỗi ở cái phần mắt nè. Với một xíu về màu của phần lông thôi, cũng như là kích thước. Còn về ngoại hình là mình thấy gần như là giống nhau ấy. Cũng hay. Đã vậy những cái loài đó còn không ăn thịt nhau nữa. Nên là mình... Ôi. Ủa nhưng mà sao nhóc này lại chạy ra đây ta? Ồ giờ mình mới để ý. Trời ơi sao bỏ bạn ở trong đây ở mình vậy? Để mình coi mình có thể cưỡi được Ferret Harkos hay không nha. Đây. À loài này thì mình không cưỡi được. Phải cưỡi được thì chắc đã lắm luôn á. Nhìn cái dáng này giống đà điểu kiểu gì ấy. Nhưng mà ok. Giờ thì ba loài đang kiểu như chung sống hòa thuận với nhau. Mình thấy mình cũng vui. Vui thay rồi. Giờ thì trở lại với công việc của mình. Đó chính là chờ đợi cho phôi thai của hổ răng kiếm tạo ra thôi. Sắp rồi, 70 mấy% rồi. A few moments later. Sắp rồi. Nhìn cái mặt này là biết là sắp chuẩn bị đẻ ra hổ rồi nè. Để coi. Nhóc bò đầu tiên sẽ đẻ ra hổ được. Ôi, bên đây đẻ trước à. Ồ, bên đây cũng đẻ rồi. Tiệt của mèo. Rồi, né ra cái cưng. Né ra cái. Rồi, coi đây là hổ. Hổ cái. Còn bên đây. Hổ được. Hên vậy. Ủa đâu rồi? À đây, chạy qua đây hú hồn chim én. Trời đất ơi. Một cặp đực và cái luôn này. Thích thiệt cái chứ. Không biết hổ thì mình có. À mà khoan từ hả, cho dùng thuốc tăng trưởng nha. Mình tính dùng thuốc tăng trưởng liền nhưng mà thôi. Bây giờ thì chắc mình sẽ chuẩn bị để làm nơi ở cho hổ răng kiếm đi. Vì mình đã chào đón được hai em này rồi. Ôi nhưng mà trước khi đi xây nữa ở thì để mình đợi nốt cái phôi thai trong này cái đã. Còn hai phôi thai nữa cơ. Ồ, đẻ rồi. Vậy, hai em đẻ cùng lúc luôn. Ồ, nhưng mà cái loài mới này mình nhìn cứ giống heo heo rừng kiểu gì á. Ồ, một phần giống heo, một phần giống gấu. Đây là một loài ăn thực vật hoàn toàn luôn. Wow. Cũng là một đực một cái. Trời. Bữa nay mình đúng hên luôn á. Nhưng mà theo như cái DNA thì mình thấy cái loài này còn có răng nanh hay là có sừng gì đó. Ồ chắc phải lớn lên thì mới biết được. Rồi bây giờ thì chắc mình đã sẵn sàng để kiểu như là tìm kiếm mặt bằng và xây dựng nơi ở cho hai cái loài mới này thôi.
lần lượt là Hổ Răng Kiếm cũng như là Elite Mortarium. Ok. Đầu tiên thì dự định là mình sẽ làm nơi ở cho Hổ Răng Kiếm trước. Ồ, gì đây? Sao cá sấu nhìn qua đây vậy? Thèm cái gì à? À, thèm chim hả? Cá sấu thèm chim hả? Ờ, thôi, anh cho ăn thịt nè. Thôi, tém tém lại cưng ơi, thèm thì cũng tém tém lại chứ. Sổ sàng quá vậy. Nè, chim bay lại luôn rồi kìa. Rồi đó, muốn mần gì mần đi. Trời ơi, chim còn liêu liêu cá sấu của mình nữa. Cay quá rồi, quay mặt vô hồ luôn rồi. Rồi, về phần của Hổ Răng Kiếm thì mình sẽ xây ở khu vực này đi. Chỗ này nó còn khá là trống nè, với cả địa hình nó cũng tương đối là tốt nữa. Và để đồng bộ thì chắc mình sẽ xây hình tròn á. Chỗ của cá sấu, rồi của Spino đều hình tròn hết rồi. Ui, nhưng mà tính ra cái loại đá mới mà mình xây trong ngày hôm nay nó đẹp nha. Đẹp cực kỳ luôn. Lúc đầu á, mình đục ra thì mình cũng không ưng lắm đâu, nhưng mà lúc mình xây xong cái hình tròn thì mình thấy quay, kiểu như có một cái góc nhìn khác về cái loại đá này luôn ấy. Rồi, và đây là cái cửa nè. Xong rồi, tiếp theo thì mình sẽ làm thêm vài cái kiểu như là cái cột nữa. Cái hình tròn này hơi nhỏ nên là mình sẽ cách tầm 4 ô thì mình sẽ làm một cái cột đi, để cho nó cân đối một xíu. Giờ thì cái nơi ở của Hổ Răng Kiếm đã dần được hình thành rồi đó. Công đoạn cuối cùng của mình là gắn thủy tinh. Bữa nay thì mình sẽ sử dụng lại cái loại thủy tinh trong suốt hoàn toàn. Loại thủy tinh này sẽ giúp mình có thể quan sát Hổ Răng Kiếm bên trong một cách dễ hơn, kiểu nó trong suốt mà, nên là nhất cử nhất động của Hổ Răng Kiếm bên trong đều được mình thấy một cách rất là chi tiết luôn. Và một bước không kém phần quan trọng đó chính là gắn đèn vào. Tiếp tục thì mình sẽ sử dụng cái loại đèn cực đẹp ở bên địa ngục này để mình trang trí cho nơi ở của những cái loài thời tiền sử. Phải mà, lúc đầu mình có sớm mấy cái đèn này thì chắc nơi ở của khủng long có thể nói là tăng vẻ đẹp lên gấp mấy lần ấy. Này, ốp sơ qua mà đã đẹp như vậy rồi. Và cuối cùng là mình sẽ gắn thêm một lớp đá lá ở trên nữa để có thể tạo điểm nhấn cho nơi ở của Hổ Răng Kiếm. Ôi trời. Hú hồn chim én, tưởng đâu chưa xây xong là banh nữa chứ. Chắc mình phải đi ngủ. Mình thấy hai con Ripper đó giống như là có điềm vậy đó. Giờ thì lắp thêm cánh cửa nữa. Thế là mình đã chính thức hoàn thành nơi ở cho Hổ Răng Kiếm rồi. Bây giờ thì mình có thể thả hổ vào đây sống rồi đó. Nhưng mà để mình trang trí thêm một ít nữa ở cái phần mặt đất nè. Vì bữa nay mình có lấy thêm băng các thứ nữa, nên là mình muốn trang trí chỗ này một chút băng đi. Mình sẽ làm phân nữa là phủ trắng tuyết, còn một bên thì mình sẽ giữ nguyên cái hiện trạng ban đầu. Wow, đây cũng là một cách trang trí khá là đặc biệt đó nha. Mình thấy cũng khá là đẹp này. Bên có tuyết á, thì mình sẽ trồng cây gỗ vân sam. Còn cái bên không có lạnh á, thì mình sẽ trồng mấy cái cây thời tiền sử. Và cây thích hợp nhất thì mình nghĩ là cái cây này. Nó cũng có cái ngoại hình na ná cây gỗ vân sam á nha. Giờ thì thêm một ít cái cây bé bé hơn ở phía dưới mặt đất giống như vậy. Rồi, ra đi cưng. Bộ đôi hổ nha. Đây, mình có thuốc tăng trưởng luôn. Cho ăn cho mau lớn luôn nè. Ăn trước 8 cái đi. Đây. Wow, mau lớn chưa? Giờ đã lớn rồi và có mọc răng kiếm chưa? Uầy, coi cái răng kìa. Đó là lý do tại sao người ta gọi là hổ răng kiếm đấy. Một cặp răng nanh có thể nói là rất là đẹp luôn. Rồi, quả nanh rất là đẹp luôn á. Ê, bị đói. Này, anh cho ăn nè. Tại tác dụng phụ của thuốc tăng trưởng là vậy á, hay gây đói lắm. Rồi, thế là mình đã xong nơi ở của Hổ Răng Kiếm. Ôi, chưa, để mình coi khả năng chiến đấu của Hổ Răng Kiếm coi. Hổ Răng Kiếm chiến đấu dữ lắm luôn. Những cú cắn của hổ thì thường sẽ kèm theo cái hiệu ứng đẩy lùi. Hồi nãy hổ cắn con xương văng tít lên trời luôn mà. Wow, Hổ Răng Kiếm cũng chiến đấu tốt lắm nha. Được. Thôi, giờ thì ngủ đi. Mình còn về nhà mình ngủ nữa. Ok. Tiếp theo thì mình cần phải làm nơi ở cho Elam Monsterium. Không biết loài này có cộng sinh được với những cái loài to lớn ở bên khu vườn khủng long của mình đằng kia không nữa. Tại vì mục đích ban đầu mình làm cái khu vườn rộng lớn này nè, để cho thật là nhiều loài ăn cỏ có thể cộng sinh với nhau. Mình chăm chỉ qua đây mình bón bột xương lắm nên là không có thiếu cỏ đâu. Thoải mái mà sống thôi.
Mình chỉ sợ là loài này sẽ nằm trong chỗ thức ăn của một. Ủa? Không khoan, toàn là loài ăn cỏ không mà, đâu có ăn nhau đâu. Ừ hé, vậy thì mình an tâm rồi. Giờ thì có thể cho dùng thuốc tăng trưởng các thứ đồ luôn nè. Wow, màu lớn vậy. Trời đất ơi, cái loài này lớn lên, tăng trưởng kích thước ghê lắm. Này, có một sừng rồi nè. Wow, cái này kiểu như tê giác thời tiền sử ấy. Được thật sự. Bữa nay mình toàn hồi sinh loài đã đã mà. Đây, mình sẽ thả đây để có gì ăn thức ăn đâu nè. Có đói thì lợi máy ăn nha. Mấy cái máy này mình cho thức ăn vô hết trơn rồi. Còn không thì ăn cỏ ngoài tự nhiên cũng được. Trời ơi, ngầu quá là ngầu luôn. Đâu mình cưỡi coi được không? Ui cưỡi, mình còn cưỡi được luôn nè. Cái quả sừng này mình cực kỳ ấn tượng nha. Lúc đầu á mình cứ tưởng là Triceratop là loài có quả sừng ngầu nhất rồi đó. Nhưng mà không, bây giờ còn có thêm kiểu như là tê giác thời tiền sử nữa nè. Chớt chớt chớt. Em còn có cái thói quen hay hất hất cái sừng nữa chứ. Cũng khá là vui ấy. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã chính thức hồi sinh được hổ răng kiếm. Đồng thời thì còn khám phá và tìm ra được một cái con rồng để đánh bại nó và lấy được một ít cái lọ máu rồng nè, cũng như là thủ cấp của nó. Hy vọng là trong thời gian sắp tới mình sẽ sớm nâng cấp được vũ khí để có thể tìm ra nơi ở của tên Boss Anu và đánh bại hắn. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.